ta sẽ bắt đầu làm đạm cá với 3 kg cá, 10 lít nước và 1 kg thịt mực cùng với chế phẩm vi sinh Ecobic. Trước tiên thì tay đang khô thì chúng ta sẽ mở cái chế phẩm. Bên trong này có giấy hướng dẫn sử dụng làm đạm cá rõ ràng. Đấy. Và men Ecobic thì được bọc hai lớp. Đó. Việc đầu tiên là chúng ta sẽ pha cái dị mực này với nước đã. Tiếp theo là chúng ta sẽ rắc cái men vi sinh này vào. Lưu ý là các bạn đừng để ướt nhé. Men vi sinh này rắc tương đối khoảng 2-3 thìa hoặc là khoảng 4 thìa cà phê là được. Xong máy đều lên. Đấy, rồi chúng ta đổ cá vào thôi. Đấy, đậy kín lại là xong. Và các bạn để cái thùng này ở nơi thoáng mát, tránh nắng.